Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Nhung Nhiêu Sao Tín Tài. Xin chào tất cả các anh, các chị, cô chú bác hiện tại đang xem video này. Thì hôm nay là trang trại cắt cặp nhung này, cặp nhung 74 lạng. Trang trại báo anh Tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tỷ là một khách hàng rất là thân thiết, anh mua vào trang trại cũng rất là nhiều lần rồi. Và đặc biệt là anh cũng rất là quan tâm đến sức khỏe. Anh là mua của trang trại từ năm 2019 cơ. Hay còn ta nhớ cuối 2019 2020 rồi đấy. Và anh dùng rất nhiều lần và anh cũng đã thấy kết quả tốt và anh giới thiệu bạn bè đã từng mua rồi. Thì hôm nay là anh chốt lấy cái cặp nhung sáng nay trang trại cắt cặp nhung này là 74 lạng, ngâm 2 bình mật ong cho anh. Thì kèm theo với ngâm mật ong thì là có 0,5 kg nhân sâm từ Hàn Quốc. Thì Tài cũng đây là nhân sâm mà Tài trang trại đặt trực tiếp từ bên Hàn về. Và đây là 6 củ 1 kg nhé. Tài sẽ làm 3 củ tức là nửa cân để ngâm cái cặp nhung này cho anh. Đấy thì video này Tài sẽ quay quá trình Tài làm để đăng lên để cho mọi người biết được cái cách làm nhung hiêu như thế nào. Và cũng để gửi cho anh để anh xem được, anh yên tâm hơn khi mà anh sử dụng sản phẩm. Đây là trang trại là cũng nhận rất là nhiều những cái lời yêu cầu nhờ trang trại làm. Thì không phải lúc nào Tài cũng có thời gian quay như này đâu. Đôi khi là bận là không quay được thì cũng chỉ quay đoạn ngắn thôi. Tuy nhiên là hôm nay cũng đang có thời gian nên Tài sẽ quay lại từ đầu đến cuối quá trình làm luôn, để cho anh yên tâm nhất và cũng để cho mọi người theo dõi nhất. Mọi người xem được cái cách làm. Cách làm của chúng ta có thể khi mà đặt trang trại một cặp nhung tươi như này, một cặp nhung tươi như này về là mọi người có thể tự tay làm ở nhà rất là đơn giản. Thì đầu tiên là Tài đang phải sử dụng là một cái bếp cồn. Bếp cồn mọi người nhé, một cái bếp cồn. Đấy. Ở đây là đường cồn nhé. Cồn. Để làm gì? Tài dùng cái bếp cồn này để Tài hơ sạch cái lớp lông này đi mọi người ạ. Ta sẽ dùng lửa cồn mọi người nhé, một cái bếp cồn. Thì nếu mà nhà các anh, các chị, có chú bác mà không có, đầu tiên thì sẽ phải bóc cái lớp ni lông này, cái lớp ni lông mà khi cắt ra trang trại bịt để cho tránh cái những trường hợp mà huyết nó không bị chảy ra ấy. Thì ta sẽ bóc bỏ cái lớp ni lông này đi, bóc bỏ lớp ni lông này đi. Thấy rồi. Và sau đấy là Tài sẽ hơ hết cái lớp lông. Mọi người lưu ý là cái lớp lông mỏng bên ngoài ấy, thì nó là một cái lớp lông rất là mỏng thôi, nên là chúng ta hơ vừa hết cái lớp lông tơ đi là được. Chúng ta không nên hơ quá kỹ, nó làm chín cái cặp nhung đi mọi người nhé. Chúng ta vừa hơ ra nó vừa hết lớp lông là được nhé. Cặp nhung này hôm nay rất là đẹp đấy ạ. Cặp nhung này cực kỳ đẹp luôn mọi người này. Tài hơ là một chút lông này. Anh chị có chú bác nào mà đang tìm hiểu về nhung hiêu ấy thì mua ở trang trại hay không mua ở trang trại, nhưng mà Tài khuyên một câu là mọi người nên cứ dùng tươi bao giờ cũng là tốt nhất. Và kể cả nếu như mà chúng ta để yên tâm về sản phẩm, chúng ta chưa dùng nhung hiêu bao giờ ấy, thì dùng tươi, dùng nguyên cặp như này cũng là một cái biện pháp để chúng ta tránh được những cái hàng kém chất lượng hay là hàng giả trên thị trường. Thị trường nào cũng vậy thôi. Đôi khi là làm cho các anh, các chú, các bác là mất niềm tin vào không gian mạng. Tức là cứ bảo đặt hàng qua mạng là không tốt, đặt một hàng qua mạng là đều. Nhưng mà mọi người cũng hiểu rằng nếu như mà không có không gian YouTube, không có gian Facebook hay là Zalo, không gian mạng, thì trang trại không thể truyền tải những cái sản phẩm tốt như này đến cho mọi người biết được. Vì vậy nên là cái mặt tốt của mạng nó cũng rất là nhiều. Và dựa vào cái mặt tốt của mạng ấy, cũng rất nhiều đơn vị, những thành phần là người ta bán cái nhung giả mọi người. Cái nhung mà ngoài thị trường mọi người mua có mấy trăm ngàn một lạng khô ấy, thì Tài khẳng định nó không phải là nhung thật đâu.
Tài cũng gặp rất nhiều các anh các cô chú bác mà điện đến trang trại và mua về dùng không được và không có tác dụng gì. Thì mọi người phải hiểu này, một năm con hươu nó chỉ cho được 1 đến 2 cặp nhung, và cái nhung từ xưa đến giờ là nó là một trong tứ đại danh dược, nó rất là tốt. Đấy, nuôi cả con hươu được một cặp nhung thì không có lý nào mà hàng khô mà lại có giá là đâu, Tài nhớ là 600.000 hai lạng, 600.000 hai lạng thì vào 300 một lạng thì sẽ không bao giờ có giá đấy nhé mọi người. Nếu như mà các anh chị cô chú bác nào đã không may ấy, mua phải những cái hàng như vậy rồi tốt nhất là không nên dùng, tại vì Tài cũng không biết được cái đấy là sản phẩm gì luôn, nhưng chắc chắn Tài chắc chắn đấy không phải là nhung hiêu, chắc chắn luôn. Cũng nhiều các bác sau khi mà đặt thử thôi cũng thấy tò mò đặt thử về thì không dùng được và không dám dùng. Đấy. Thì trang trại Tín Tài thì để cho mọi người mà yên tâm ấy, thì trang trại là thường là nếu như mà mọi người lăn tăn quá nhiều thì trang trại khuyên là về trực tiếp trang trại cắt ở trên đầu hươu ấy, để chúng ta lấy luôn, chúng ta trải nghiệm một chuyến đi du lịch luôn, trải nghiệm một ngày đi 1 đến 2 ngày cũng được, đi du lịch về trực tiếp xem thợ cắt ở trên đầu hươu xuống và lấy luôn lúc tươi, như vậy thì chúng ta sẽ yên tâm tuyệt đối. Và mà kể cả mà khi mà trang trại mà chuyển đến mọi người cũng là những cái sản phẩm là tươi nguyên như thế này, hướng dẫn mọi người tự tay mọi người làm ở nhà. Đây là anh Tỷ ở Hồ Chí Minh thì anh là khách quen của trang trại rồi, nên là anh tin tưởng trang trại tuyệt đối, anh nhờ trang trại làm sẵn luôn cho anh thì trang trại mới làm. Và thường thường làm sẵn này không phải là trang trại cứ thế làm đâu, là thường thường là mọi người phải là tin tưởng tuyệt đối và chuyển khoản trước. Tin tưởng tuyệt đối và chuyển khoản trước thì trang trại mới làm đấy mọi người nhé, hoặc là ít nhất phải chuyển khoản 30% giá trị cọc nhung thì trang trại mới làm đấy. Đây cái lớp lông mà sau khi tài hơ nó đã hết rồi mọi người nhé, mọi người nhìn này. Đấy, nó rũ hết đi, hơ lửa nó rất là đảm bảo. Cái việc hơ lửa qua cồn thế này thì đây đây, tài sờ cái đoạn nào tài dùng tay ấy, tài sờ mà nó chưa hết ấy, thì tài sẽ hơ qua một chút nữa. Đấy, hơ qua một hết cho nó thật là cẩn thận đi. Khi mà làm cho khách như này thì tài cũng rất là cẩn thận đấy. Đôi khi còn nói vui mọi người là phải cẩn thận hơn cả khi là làm cho mình ăn. Làm cho mình ăn là đôi khi là ẩu tí cũng được, nhưng mà làm cho khách hàng ấy thì phải đặt cái tâm và cái uy tín lên lên hàng đầu thì mới duy trì được cái sự phát triển của sản phẩm của trang trại. Để sau khi tài hư xong mọi người nhé, tài sẽ cẩn thận tài tắt cái bếp cồn đi. Đấy, tài tắt cái bếp cồn đi, tài để cái bếp cồn ở đây. Sau đấy là sẽ là chuyển sang khu vực nước này. Đây nhé mọi người, đây là cặp nhung mà sau khi Tài đã làm sạch và sau đấy là rửa sạch bằng nước rồi, thì cái bước tiếp theo thì Tài có chuẩn bị một ít rượu ở trong bát này, thì Tài sẽ rửa sạch một lượt nữa bằng rượu mọi người nhé. Bằng rượu trắng mọi người.
Đây, cần nhung đã hoàn thành xong thì bước tiếp theo thì Tài sẽ tiếp tục xử lý làm sạch cái 0,5 kg trên sân tươi Hàn Quốc này. Thế nhá mọi người, sau khi mà trang trại Tín Tài trực tiếp tay Tài luôn đã làm sạch và sắt lát nhung một cặp nhung 7,4 lạng và 0,5 kg nhân sâm tươi Hàn Quốc, Tài lên hai bình này cho anh Tỷ ở Hồ Chí Minh thì Tài đã cho vào bình như này rồi. Thì cái bước cuối cùng để hoàn thành hai cái bình ngâm này thì Tài sẽ rót mỗi bình là 2,5 lít mật ong rừng vào. Đấy thì mọi người nhìn quá trình Tài rót để hoàn thành hai bình. Đây là mật ong rừng, mọi người nhìn cái nước mật ong là cực kỳ chất lượng luôn. Để Tài quay camera sát một chút này. Nhìn cái nước mật ong rừng này mọi người. Cực kỳ chất lượng luôn nhé. Nếu như các anh chị cô chú bác mà đã từng dùng cái mật ong nuôi, chúng ta nhìn sang cái mật ong rừng này thì nó khác hẳn luôn. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Và đối với cái sản phẩm nhung hươu tươi này thì trang trại ngâm với cái mật ong này thì trang trại mới yên tâm được. Trực tiếp lấy tổ của các anh em đi rừng về là trang trại chắc và vắt lấy mật. Đấy, quá chất lượng luôn. Tiếp tục sẽ rót tiếp 2 lít mật ong vào cái bình thứ hai. Nước mật ong rừng quá chất lượng luôn, để cho máy sát vào mọi người nhìn. Cực kỳ chất lượng luôn. Đây là hai bình nhung hiêu ngâm mật ong nhân sâm. Sẽ mang lại rất nhiều sức khỏe khi sử dụng. Thì anh Tỷ là anh đã ngâm lần thứ ba rồi, thì lần trước anh dùng hết thì tiếp tục anh lấy thêm cặp này và ngâm hai bình này để về anh sử dụng, rất là tuyệt vời luôn.
Đây nhé mọi người, sau khi đã làm tất cả các quá trình để cuối cùng hoàn thành hai cái bình nhung hiêu ngâm mật ong 2,7 lít này, thì nguyên liệu bao gồm là một cọng nhung 74 lạng và 0,5 kg nhân sâm tươi Hàn Quốc. Thì mọi người thấy đấy, tất cả các quá trình Tài đã quay lại một quá trình rất là chi tiết, và bản thân Tài khi mà làm những sản phẩm này ấy, thì Tài sẽ làm rất là cẩn thận luôn. Và mọi người yên tâm là đối với trang trại Tín Tài thì cái chữ tín rất là quan trọng, nên là khi mọi người mà có nhờ trang trại làm ngâm sẵn như này thì mọi người cũng hãy yên tâm tuyệt đối vào cái chữ tín và cái chữ đức của trang trại. Thì trang trại phát triển từ rất là lâu rồi là nhờ vào cái phần chất lượng và cái uy tín, nên là tất cả các anh chị cô chú bác mà khi mà nhờ trang trại làm thì trang trại đảm bảo là sẽ làm uy tín và chất lượng nhất, cẩn thận nhất, để cho mọi người khi mà dùng chúng ta yên tâm nhất. Và cái video quay lại như này, tất cả quá trình cũng là một phần để cho mọi người yên tâm hơn, để anh Tỷ là anh yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm, và cũng một phần hướng dẫn mọi người cái quá trình mà chúng ta làm ngâm tại nhà. Trang trại là dùng máy cắt nhung hiêu để cho nó mỏng, nhưng mà nếu như mà tại nhà mọi người không có máy cắt thì mọi người vẫn dùng dao để chúng ta sắt lát ra được, thì cái việc làm rất là đơn giản thôi. Hoặc là ngâm rượu thì nó sẽ là đơn giản hơn nữa. Thì video của Tài cũng làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Quá trình Tài làm sẽ hơi dài một chút, tuy nhiên là rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ trang trại, theo dõi trang trại những cái video thường xuyên. Thì cảm ơn mọi người. Nếu như anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại trên màn hình, để là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899. Trang trại là sẽ tư vấn chi tiết và kỹ hơn cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của trang trại Hiêu Sao Tín Tài. Thì trang trại Tín Tài sẽ thường xuyên cập nhật những cái kiến thức về sản phẩm sức khỏe, là sản phẩm nhung hiêu sao và những cái sản phẩm như là cao hiêu, và rất nhiều các kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi hiêu sao thường xuyên cập nhật ở cái trên kênh YouTube Nhung Hiêu Sao Tín Tài của trang trại. Thì mọi người vui lòng hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Và đừng quên, nếu thấy video này hay và ý nghĩa, có một cái ích lợi gì cho mình, có một cái niềm vui nhỏ, thì hãy vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của trang trại hơn. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ của trang trại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.